rất nhiều chuyện ở trên cuộc đời này không thể lý giải được. Đúng như câu nói, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nếu chuyện nào đó không xảy ra với mình, chúng ta sẽ không thể nào hiểu được. Bộ phim Suitable Friends dưới đây sẽ là minh chứng sống cho điều đó. Còn chần chờ gì nữa mà không đón xem ngay và luôn các bạn ơi. Bác sĩ Upton vì không cùng chung tiếng nói với đồng nghiệp nên bà đã lựa chọn ra khỏi phòng khám nghiệm. Trước khi đến phòng giam Beth cùng với hai nam y tá lực lưỡng, bà đã nói chuyện với cai ngục. Thấy bạn mình căng thẳng như vậy, bà đã bảo hai nam y tá ra ngoài trước để mình nói chuyện riêng với bạn. Lúc này, Beth mới bắt đầu kể về chuyện của mình. Beth thực ra là một bác sĩ tâm lý với cái tên Elizabeth Derby. Một thời gian trước đây, sau khi kết thúc phiên trị liệu cho một vị giáo sư tiếng Anh, một chàng sinh viên đại học đã tìm đến muốn nói chuyện với cô. Dường như anh ta đang có chuyện gì đó, bởi khi giáo sư đột ngột quay lại lấy đồ, anh đã bất giác mà nắm lấy tay của cô. Không định nói chuyện với Asaget, cho đến khi anh nói về vấn đề của mình, cô đã quyết định mời anh vào văn phòng. Còn đang định gọi cho bệnh viện tâm thần vì anh nói rằng bố anh muốn chiếm lấy cơ thể anh thì cô tận mắt chứng kiến. Khi anh vừa kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với ai đó xong, cơ thể anh liền trở nên co giật, có vẻ là bị mất kiểm soát. Tiếp theo đó, dường như anh biến thành một con người khác vậy, bộ dạng lo lắng, hớt hải trước kia đã bị thay thế bởi sự ngỗ nghịch, buông thả, thậm chí còn có chút thô lỗ. Điều này đã khiến cô đồng ý trị liệu cho anh miễn phí, cô còn đưa số của mình cho anh. Không những vậy, cô còn phá vỡ quy tắc của bản thân mình đặt ra, đó chính là không mang công việc về nhà. Nếu không phải do Eddie, chồng cô nhắc nhở, có lẽ cô sẽ không dừng lại. Câu chuyện của Asa khiến cô cứ trằn trọc mãi, dù đang làm tình với chồng nhưng cô cứ lơ đễnh. Vì tâm trí của mình đã bị anh thu hút nên Beth đã quyết định thay vì đến văn phòng vào sáng sớm, cô lại lái xe thẳng đến nhà của anh. Tuy nhiên, cô chỉ gặp được bố của Asa, ông ta bị bệnh khá nặng nhưng lại kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của cô. Và cuốn sách trên bàn ông đang nghiên cứu, nhìn chúng rất quỷ dị. Từ lời của ông, cô mới biết rằng anh đã bỏ nhà đi vào vài ngày trước, dù có nói rằng cậu và bố đang cần sự giúp đỡ như thế nào đi chăng nữa, ông cũng cự tuyệt và đuổi cô đi. Trong lúc muốn tiến lên giúp ông, cô đã bị một con dao nhọn của ông làm chảy máu tay. Nhìn người đàn ông trước mặt như muốn hóa điên với mình, cô chỉ có thể rời đi mà không được gọi bất cứ cuộc gọi nào dù đã xin sỏ. Những ngày sau đó, cô đã cố gắng ngừng nghĩ về anh và tập trung vào công việc, thế nhưng tâm trí cô biết rõ rằng đó là điều không thể. Hôm nay, trong lúc đang điều trị tâm lý cho một bệnh nhân đồng tính, Asa đã tự tìm đến văn phòng. Nhưng vì cô còn đang làm liệu pháp thôi miên cho bệnh nhân, nên cô đã dùng vài lời an ủi, dặn cậu ngồi ở bên ngoài đợi, rồi vào trong văn phòng để tiếp tục điều trị. Thấy lần này cậu còn sợ hãi hơn lần gặp mặt trước nên sau khi thôi miên xong, cô nhanh chóng kết thúc buổi trị liệu để ra ngoài gặp anh, thế nhưng khi mở cửa ra, không có một bóng hình nào ở ngoài cả. Chuyện cậu một lần nữa đến tìm mình, nói rằng bố anh đang muốn chiếm lấy cơ thể anh đang cần sự giúp đỡ của cô khiến cho tâm trí Beth nặng chịu. Eddie nhìn thấy rất rõ tâm trạng của vợ mình, đang định giúp cô xoa dịu thì điện thoại của Asa gọi đến. Dù có cố gắng ngăn cản cô đừng đi đến nhà cậu ta, nhưng cô chỉ đáp lại rằng mọi thứ đều ổn rồi rời đi nhanh chóng. Vừa vào đến nhà, cô đã thấy ông già đó đang nằm ở dưới đất, đang lục lọi tìm thuốc và báo cảnh sát thì Asa từ đâu đó đã xuất hiện, vứt điện thoại của cô đi, đồng thời cầm một con dao nhọn hoắt chĩa về phía bố mình. Cô đã cưỡng ép lấy thuốc từ tay của cậu đút cho ông uống, rồi sau đó cố gắng khuyên ngăn cậu đừng giết người, nếu không cậu sẽ phải đi tù. Tuy nhiên, nhìn vào bộ dạng sợ hãi tột độ của cậu, rất rõ để hiểu được rằng cậu không hề nghe lọt một từ nào. Đang bon miệng khuyên cậu thì bỗng nhiên, ông già đó tỉnh dậy, một loạt động tác kỳ lạ cùng tiếng rên rỉ trong miệng phát ra. Thấy thế, Asa đã tiến đến gần để chuẩn bị đâm, nhưng không may, cậu đã bị ông bóp lấy cổ, lẩm bẩm một vài câu gì đó vào tai. Ngay lập tức, cậu bị co giật một lúc. Khi cậu trở lại bình thường, ông già đó đã chết. Beth cũng nhận ra cậu đã biến đổi tính cách, không phải cậu bé sợ hãi mình vừa nhìn thấy nữa. Dù rất muốn chạy đi tìm sự giúp đỡ nhưng thật không may, Asa đã níu cô lại để làm tình. Sự gần gũi quá độ này đã khiến cô không thể từ chối. Ngay khi các cậu nhỏ được xuất ra, một cuộc hoán đổi linh hồn giữa Beth và Asa đã diễn ra. Điều này làm cho Beth ở trong cơ thể của cậu rất sợ hãi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả hai lại biến đổi lại với nhau. Điều chưa bao giờ xảy ra này đã khiến cô thấy rất khủng khiếp. Cô muốn cùng Asa tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng đúng lúc này, cậu lại phát hiện xác của ông già đã biến mất. Trong lúc anh đi tìm người thì Beth ở bên này đã nhìn thấy cuốn sách kỳ quái hôm trước mình bắt gặp. Do tò mò, cô đã dở một trang bất kỳ ra xem. Có một sự thôi thúc từ sâu thẳm bên trong đã khiến cô lật khăn lau chân ra. Quả nhiên có một cánh cửa ở bên dưới. Vừa mới mở ra, ông già đã xuất hiện ở ngay sau. Ông cứ luôn miệng nói mình mới chính là Asa. Nhưng chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì Asa đã đến. Cậu dùng con dao nhọn ban nãy đâm thẳng vào cổ họng của ông già, khiến cho động mạch cứ thế mà phun trào ra. Không dừng lại ở đó, cậu còn dứt khoát cắt rời đầu và thân của ông ra, nhưng cái đầu vẫn mở miệng ra và kêu cứu khiến cô rất sợ hãi. Cộng thêm việc cây nến bén vào những tấm rèm cửa sổ, cùng gương mặt thỏa mãn của Asa, cô đã hét toáng lên rồi chạy ra ngoài, lái xe rời đi thẳng mà không dám nhìn lại một cái. Vì quá sốc nên cô không về nhà ngay và đến gặp bạn của mình, một bác sĩ tâm lý với tên gọi thân mật là Danny. Sau khi được bạn an ủi và đưa ra hướng giải quyết cho chuyện này xong, cô đã đồng ý thay chiếc áo sơ mi do Danny đưa rồi trở về nhà.
Vừa mới bước vào cửa, Eddie đã thông báo rằng có hai cảnh sát ghé tới tìm cô. Đang hoang mang không biết nên nói những gì cho ổn thỏa thì cô nhận ra rằng Asa đã vẽ cho cô một con đường thẳng tắp để đi rồi. Và, như đã nói, hai cảnh sát tới để trả lại cô chiếc điện thoại cô đã đánh rơi ở nhà Asa mà thôi. Nhìn bộ dạng lo lắng của chồng trước mặt, Beth không thể nào nói dối anh được. Cô đã thừa nhận chuyện xảy ra đêm qua của mình với bệnh nhân cho anh nghe. Vì quá sốc nên Eddie đã tạm thời không muốn nhìn mặt cô chỉ có thể đến văn phòng, ở đó một mình. Nhưng khi cô cảm thấy mình không thể ở cô đơn như thế được nữa thì Asa đột nhiên xuất hiện. Cả hai thậm chí còn ân ái với nhau. Đúng lúc này, Asa bỗng nhiên biến thành bố của cậu ta. Ông đã đẩy cô rơi xuống dưới. May sao, đây chỉ là một cơn ác mộng. Nó đã khiến cô rất sợ hãi rồi choàng tỉnh giấc. Vừa kết thúc một phiên trị liệu với nữ bệnh nhân của mình, Beth đã nhận được cuộc gọi của chồng. Cô ngay lập tức về nhà mà quên mất mình còn buổi trị liệu với giáo sư tiếng Anh như đã hẹn. Sau khi tắm rửa đâu vào đấy xong thì bỗng nhiên Asa gọi đến. Cô không biết được rằng phía đầu dây bên kia, Asa đã tự khóa cổ tay mình bằng còng số 8 với một cây cột. Nó rất chắc chắn, giống như anh đang chuẩn bị làm điều gì đó vậy. Thấy cô cứ muốn biết chuyện đêm đó xảy ra như thế nào, cậu đã ngay lập tức thi hành phép hoán đổi linh hồn cùng với cô. Trong lúc linh hồn của Beth đang rất hoảng loạn, cố vùng vẫy ra khỏi cái còng số 8 thì ở bên trong nhà tắm của hai vợ chồng Eddie, linh hồn Asa đang từ từ lướt nhẹ tay lên từng bộ phận cơ thể của Beth, có vẻ như hắn rất thích cơ thể đẹp xinh này. Sau khi tự test cơ thể xong, Beth giả đã đi xuống dưới giả, thưởng thức rượu vàng. Tuy rất ghét việc mình đã có chồng nhưng khi thấy Eddie về, Beth giả vẫn rất hân hoan chào đón. Thì ra Beth thật vội vã trở về nhà như vậy là bởi vì sau bao nhiêu lần gọi điện, mãi chồng cô mới chịu chấp nhận gặp mặt nói chuyện. Nhờ sự nhanh nhạy của mình, Asa giả đã có thể nhấc điện thoại lên gọi cho Danny. Biết rằng chỉ có cô mới giúp được mình nên Asa giả đã cố gắng thuyết phục bạn mình đến đây giải cứu mình. Dù đã nhận ra sự khác biệt ở trong vợ của mình nhưng Eddie vẫn là bị đè ra làm tình. Chờ đợi mất một lúc, cuối cùng Danny cũng đã đến. Asa đã cố gắng giải thích để cho bạn mình biết rằng linh hồn của Beth đang ở trong cơ thể chít tiệt này. Nhờ có sự hỏi han của Danny, Asa giả mới nhớ đến chồng mình, ngay lập tức gọi 911 đến nhà để giúp đỡ. Dù thấy mọi thứ trong căn nhà trông cũng có vẻ khá ổn nhưng thanh tra vẫn phải làm việc theo quy tắc. Nghe được gọi là quý bà Beth, Beth giả rất khó chịu, liền bắt thanh tra gọi mình là Liz. Thấy mọi chuyện sắp không ổn, hoặc sẽ có chuyện gì đó không hay nên tên ác ma này đã nhanh chóng làm phép, hoán đổi lại thân thể với Beth thật. Vừa mới làm cho Danny tin tưởng mình xong thì Liz đã quay trở về thân thể của Asa. Câu đầu tiên khi hắn thốt lên đã khiến Danny giật nảy mình. Được trở lại cơ thể khiến Beth rất vui, cô rất lo lắng cho chồng mình. Hai thanh tra dù thấy hơi ái ngại nhưng cuối cùng vẫn rời đi vì cả hai vợ chồng nhà Eddie cùng nói rằng mọi chuyện ổn. Sau khi quay trở về thân thể của Asa, hắn rất hung dữ, nói được vài câu đã đuổi Danny đi. Biết rằng bạn mình đã ở nhà an toàn với chồng, cô mới yên tâm rời khỏi căn tầng hầm quái quỷ này. Từ lời của chồng, Beth nhận ra khoảng thời gian khi linh hồn cô không ở đây đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Eddie cũng rất là lạ, nên cô đã quyết định rời nhà ngay lập tức. Cô đến văn phòng, thấy việc viết thư gửi cho chồng khó khăn quá, đang định nhảy lầu thì Asa xuất hiện. Dù cô hỏi hắn thật sự là ai, nhưng hắn cứ vòng vo tam quốc và không chịu nói. Lần này đến, hắn đưa cho cô một thử thách để có thể thoát khỏi hắn trước khi hắn hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể cô. Lợi dụng kinh nghiệm làm thôi miên của mình, cô đã đâm được vào giữa trán hắn một nhát, vậy nên hắn nhanh chóng thoát khỏi sự thôi miên. Cô đẩy hắn rơi xuống lầu, nhưng hắn vẫn không chết. Cô bèn leo lên xe, cán đi cán lại qua hắn, thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì của sự chết đi, cô lại tiếp tục cầm dao, giơ lên, đâm xuống, liên tục cho đến cho bị cảnh sát bắt đi. Câu chuyện mà Beth kể cùng với sự chứng kiến qua một lần của mình đã khiến Danny lựa chọn tin tưởng cô. Vừa mới nói cho Danny cách tiêu diệt linh hồn ác ma kia như thế nào xong thì cô đã bị hoán đổi linh hồn. Hóa ra, trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau, thi thể của Asa đã tỉnh lại trong lúc bị thực hiện khám nghiệm tử thi. Nó đã khiến pháp y và ông cai ngục sợ chích khiếp, vội vàng chạy đi hết. Nhận được tin báo, Danny ngay lập tức rời khỏi phòng giam Beth. Lần này, cô thật sự tin rằng thân thể của Asa đang gắng gượng kia thật sự chứa đựng linh hồn của Beth. Dù cố gắng cứu chữa như thế nào đi chăng nữa, Beth thật vẫn không thể sống sót được. Vì vậy mà Danny rất tức giận quay trở lại phòng giam. Điều này đã chấm dứt được cuộc đàm phán của Beth giả với hai tên y tá nam. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra, Beth giả nhanh chóng thực hiện nghi thức hoán đổi linh hồn với Danny. Cả hai đánh đấm nhau từ trong nhà giam ra tới tận hành lang, do cướp được súng nên Danny thật đã chiếm thế thượng phong hơn. Nhưng vì bản thân đang ở trong thân thể của Beth nên ông cai ngục đút không hề tin những gì cô nói. Vừa mới giải thoát thật sự cho Beth thật xong thì nghi lễ hoán đổi lại được diễn ra, linh hồn ác ma đó quay trở lại thân thể Beth. Nó không ngần ngại bắn chết ông cai ngục, may vì súng hết đạn nên Danny mới không bị chít. Cả hai lại tiếp tục lao vào vật lộn với nhau, nhưng ít phút sau, rất nhiều y tá đã đến để can ngăn. Eddie mất đi Beth rất buồn, anh rất yêu vợ của mình, thế nên đã đến tìm Danny để trị liệu tâm lý. Nhưng anh không hề biết rằng, linh hồn ở trong cơ thể Danny đã không ở đây nữa rồi, mà thay vào đó là một tên ác ma. Nếu các bạn thấy bộ phim ngày hôm nay của chúng tôi hay thì đừng quên bấm nút like, share và đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất về những video tiếp theo nhé!